quý vị, những ngày qua, nhiều tài khoản TikTok đăng tải các thông tin liên quan đến câu chuyện người đi xe máy không gắn gương chiếu hậu bên phải thì bị cảnh sát giao thông phạt, mức phạt tăng gấp 4 lần từ ngày 1 tháng 4. Vậy thực hư thông tin này thế nào? Kính mời quý vị cùng tìm hiểu. Một tài khoản đăng tải video kèm thông tin nghị định mới nhất xe máy không lắp gương trái hoặc có lắp nhưng không có tác dụng sẽ bị phạt 200.000, còn không có gương bên phải là 300-400.000. Video này có đến hơn 2,9 triệu lượt xem, hơn 30.300 lượt thích và hàng ngàn bình luận. Trong khi đó, một tài khoản TikTok khác cũng đăng tải thông tin từ ngày 1 tháng 4, xe máy không đủ gương sẽ tăng mức phạt lên 4 lần. Những thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều ngày qua. Liên quan đến những thông tin này, lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện nay việc xử lý vi phạm giao thông đường bộ đang áp dụng theo quy định tại Nghị định số 100 năm 2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 123 năm 2021. Nghị định này chỉ quy định các trường hợp điều khiển xe không có còi, đèn soi biển số, đèn báo hãm, gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, hoặc có nhưng không phát huy tác dụng thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Luật chỉ có quy định xử phạt việc không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển xe máy hoặc có nhưng không có tác dụng, không có quy định về việc xử phạt với trường hợp không có gương chiếu hậu bên phải người điều khiển xe máy. Lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết tới thời điểm giữa tháng 4 năm 2024 vẫn không có nghị định mới tăng mức phạt với xe máy không gương chiếu hậu từ ngày 1 tháng 4 hay 10 tháng 3 như thông tin mạng xã hội đăng tải. Theo cảnh sát giao thông, gương chiếu hậu sử dụng lắp trên xe là loại gương phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 282010/BGTVT. Gương chiếu hậu đạt chuẩn là gương phải điều chỉnh được vùng quan sát, diện tích của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 69 cm². Trường hợp gương tròn, đường kính của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 94 mm và không được lớn hơn 150 mm. Trong trường hợp gương không tròn, kích thước của bề mặt phản xạ phải đủ lớn để chứa được một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm, nhưng phải nằm được trong một hình chữ nhật có kích thước 120 mm x 200 mm. Cảnh sát giao thông chia sẻ, một số người tham gia giao thông sau khi mua xe hay thay gương thời trang để xe đẹp hơn, nhưng không để ý đến quy định về quy chuẩn của gương chiếu hậu. Để quan sát tốt nhất được phía sau, người tham gia giao thông tối thiểu cần có gương chiếu hậu trái đạt chuẩn, tốt nhất là đủ hai gương chiếu hậu đạt chuẩn ở cả hai bên. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.